luôn vừa mọi người. Con non con già luôn nè. Nó đâu trắng đâu. Đây nè, đây nè. Một em nữa mọi người. Con bạn nhắm mắt nữa. Ôi, con này nó trắng tươi luôn ông nội ơi. Ôi, con này, con này ngon lắm nè. Con này buôn nè. Con này bầu về giúp. Nói chuyện nhiều bỏ nước quá. Đây đây một con nữa mọi người. Đó. Đây mọi người, hai con một lần luôn. Đây. Có rất nhiều luôn nè. Đó. Chặt hết rồi đó. Nguyên cái dừa luôn được nhiêu đây nè. Rất là nhiều đuông dừa đó mọi người thấy không? Đó, giờ làm cái món đuông dừa tắm mắm nha. Ớt siêu cay luôn rồi mọi người. Đây mọi người, đang bắt đuông trong cây dừa này nè. Đó, người xem nè. Con bẻ nè, con bẻ nè. Đó, đuông nè. Ủa, mấy con bẻ đâu, con bự đâu cơ vậy? Đuông dừa, đuông dừa, đuông dừa. Vàng. Màu vàng. Nè 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 nè. Chặt ra, chặt ra. Nằm đó đó. Ủa đâu rồi? Ở bên bên này. Bên bên. Con già nó. Con bắt. Con đâu cắn đâu. Đây nè, con đuông dừa mọi người. Con non, con già luôn nè. Nó đâu cắn đâu. Nè, đó. Thao thao đâu, thao đâu. Đó bò ra nè. Đó, con em rất là to luôn rồi mọi người. Ở trong cái dừa này nè. Con ăn quá. Con đủ hết con này nhiều con vậy? Chặt từ từ thôi, đứt á. Nhiều con vậy trời. Ủa, con nãy mới gửi đây đâu vậy? Bẻ nhiều con vậy? Nãy vô rồi. Yêu đó gì đó. Nè 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 nè, nó rớt ra nó ơi. Bắt đi. Con nó đâu cắn đâu mà. Ông nội này ông thử sâu nó cho. Con này nó có sợ gì đâu, người muốn sợ đó. Ủa, nãy mới con đây đâu vậy? Ốc. Mày cậu ốc. Mày cũng phải có nói mà. Ủa, nó ở trong, nhớ trong củ hủ không? Mà sao lại nó ở trong bẹ ngộ ta? Nó ăn hết. Con đuông hay là con sùng trời? Con đuông. Mày cậu ốc á. Ủa con nãy mới đây rút đâu vậy? Vô rồi đó. Vậy là cái cây dừa này nó mới ăn. Mọi người, bư 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 ở trong đây nè. Này nó đi rồi. Đây nè, đây nè. Một em nữa mọi người. Cây dừa đuông dữ. Nó ăn muốn chết cây dừa luôn. Chết luôn rồi. Đây nè, một em nữa mọi người. Đuông này hơi già rồi, nó không còn non. Có không ngại không? Có gặp bộ nào đâu. Ủa vậy bờ gì mà không có nghe. Bờ đi đấy chống lỏng chân. Ở đây này đây nè, thấy muốn chích rồi nè, không có con bự già con ngon nè. Sao quá. Kiếm bắt cái bên. Sao? Sao rồi? Kiếm cho mà có bắt. Bên đây nhiều nè. Bên nhiều không? Nhiều không? Nhiều quá. Mẹ này không bốn con trời. Đừng có chặt mạnh quá. Nó còn trong nó sịt đó. Ủa năm con luôn trong đây con nữa. Từ từ nó cắn đó. Bắt cái đầu nó ra cắn đó. Nó quay quay cặn cặn vô ổng ăn bắt kìa. Nó ngồi tao nhắm mắt nữa. Ông quay cho ốc tay ốc chơi nè. Thì đi nó biết quay đâu. Nè. Bốn con nha. Ui. Sao cắn gì vậy trời? Sao tự hương cũng đụng đâm đó. Ủa mày. Ủa ăn hả? Không dám bắt rồi dám ăn hả? Chiên ăn mày. Bắt ăn hả trời? Ủa này đã. Ra pin, vào bén đó. Mệt quá pin ơi, ngồi chỗ đi. Ê, mà đừng có là mẹ chặt giấy. Chặt gì nó bị xịt hết á. Mày đè xuống luôn như nào lấy nguyên mẹ ra luôn á, nó nằm trong đó. Nó nằm trong cái mẹ á. Chặt giấy xịt ra hết luôn á. Thêm tư tư. Nó ủa nó văng văng lên cái gì mà mặt mày sữa không như ba nè con này nè ăn đi nè nè nó út đây nè đây nè một con mọi người ơi đây bên đứng đó. Bên đây nhiều lắm nè đừng làm đổ nữa con đó. Đổ nó cắn nè rất là to luôn
không có rồi. Chặt cái chặt vòng 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 cái bẻ đó. Đây 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 đây. Một sâu gì bỏ vậy? Luôn. Đó. Thôi chú bỏ vô cao luôn á. Chú bỏ vô cao đi. Ăn luôn ngâm nước mắm không? Đây mọi người, con đuông này con đuông ấy nè, con đuông sắp thành con đuông già nè, chị thấy không? Cái đầu nó gan con đuông nhỏ không nha. Nhưng mà nó không phải nè. Chị nói là cái con này không phải là con đuông rồi nè. Nè, cái đầu nó nè. Con này kêu một cái béo dữ lắm à. Cái này là con đuông già đúng không anh? Cái vừa bao nhiêu con á trời? Sao? Nó già nãy giờ con đuông, đuông già, bà nó không phải con đuông già nữa, con này nè. Đuông nó già đó. Ừ. Vậy đó hả? Nhớ con đuông già nó đen rồi. Đuông. Kìa. Cái con đen á, chứ cái con đó chị thấy giống bộ xích con chết. Con này là con đuông già đó. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó, con đó mọi người. Con đó là ăn mới đã đó. Quay vô, quay lên. Con đó nó ăn, nó ăn trong mộng đó. Bỏ trong củ hủ. Chứ mấy từ từ mấy. Cầm mấy pin. Cầm mấy pin. Đi con gích, gích, gích. Ôi, nó đang ngốc rồi. Kìa, kìa, con đuông đó kìa. Đang ngốc rồi đó. Rồi, rồi. Cái dao. Cái dao kia kìa, cái dao của Hoàng Anh kìa. Kệ nó đi con. Rồi nè, mày lại mày cắt cái bẻ này ra lại đi. Để đó. Từ từ xuống chặt đi. Đừng có. Có hôm này đi già hết rồi. Nè. Ừ. Hai con luôn nè. Bốn con rồi má. Ôi, con này nó trắng tươi luôn ông nội ơi. Ôi, con này ngon lắm nè. À. Con này vua nè. Con này bù dày lắm. Màu trắng. Mấy con gặn trong tủ hủ này. Con này bù dày nè. Ừ, trắng tươi luôn á. Nè, con luôn con nè. Đâu, đâu, qua con đâu. Con dồi. Con ngẩn gì vậy trời. Con dồi với luôn con đâu. Trời ơi, đã quá. Ai, con sâu, sâu nhỏ. Đây là mọi người, hôm nay rất là nhiều luôn nè, đó, bắt đi, bắt đi. Thả gì lên tháo bên, tháo bên, tháo bên. Đứt tay đó nghe, đứt tay đâu? Nè, nó nho 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 nhóc hết trơn rồi mọi người. Trời ơi, đã vậy. Ôi, nè bắt con sâu nè. Ôi. Nhiều vậy? Nằm trong đây nè. Ôi. Trong đây con nè, mồi không tới. Chặt ra từ từ mày. Nhiều lắm. Nhiều. Nhiều lắm. Nó rất là nhiều luôn nè mọi người. Nó đủ dĩa rồi đâu. Nhiều quá. Chày một đủ rồi. Chưa đâu, ở trong cái đợt này còn nữa nè. Xích ra, coi được rồi. Xẻ kia này, xẻ này ra. Không, nó nằm dưới đây nè, mồi dưới đây nè. À, mình kìa, 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 thấy con nè, thấy con. Trẻ cái dừa ra luôn á. Thằng con mọi người. Con nhỏ. Nhưng mà con này ăn ngon lắm nè. Chị nhiều bỏ xuống núi nước luôn á. Ừ, nó chị nhiều bỏ xuống nước luôn á. Đây đây một con nữa mọi người. Con này con non nè, ngon lắm á. Mà bỏ quyền xuống nước đó. Không. Ai kêu nói nhiều chi. Không có nói đâu. Cái này còn mới nè, chứ không phải là đi hết rồi. Con này bé xíu luôn. Sao quá cậu ơi. Cậu ơi, sao này trả trong cây. Ôi, con. Trời ơi, trời ơi. Nó đó. Trong đây đuông non quá trời luôn, đuông non con ní ní không à. Con nữa. Con gì con mấy con ấy đó bà ơi. Không, mấy con đuông nè, con này là con đuông nè. Ừ. Con đuông non này nè. Chứ không phải con nhỏ xíu kia nè. Rồi bắt con đi. Đây nè, đây nè, con đuông non rồi mọi người. Nè. Ra biên. Biên nè, cái dao đó nó bén đó. Đó, đây mọi người, hai con một lần luôn. Đây, rất là nhiều luôn nè. Đó. Đánh cái mẹ gì đó. Ồ, con có già. Ồ, bay hả? Mấy con già rồi, mấy con già hấp dẫn quá. Đây nè, đây nữa mọi người. Ồ, đây, 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 đây nè. Ôi, ôi. Con nhện kìa, con nhện kìa. Quá không nhận này là trúng ổ rồi, trúng ổ luôn rồi. Ha. Đây mọi người, đốn xong cây dừa được nhiêu đây nè. Đắng
mẹ gì còn tao rồi đó. Mẹ gì còn một góc nhỏ đó nữa. Kiếm hơi cái nó mới gặp mà ngoài chỗ cái cầu đón kìa. Đóng tao luôn mọi người. Rất là nhiều nè. Nó canh đầu tư đi tới đó. Vẫn còn góc luôn đó. Kệ bà. Rồi, xịt con nữa. Đó, em kìa. Chặt từ từ thôi. Từ từ. Lát đi rước mẹ nó đó rồi sẵn mua luôn. Đi ra. Trời trời ngu kìa, không biết ngu kìa. Trời mắng. Rồi đây mọi người. Chặt hết rồi đó. Nguyên cây dừa luôn được nhiêu đây nè. Rất là nhiều luôn dừa đó mọi người thấy không? Tuyệt vời nha. Ở clip tạm dừng đây mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị nhé, để lại một like cũng như comment, chia sẻ video ủng hộ lên vlog nha. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha. Đây mọi người, đun dừa bắt hồi chiều nè. Giờ làm cái món đun dừa tắm mắm nha. Ớt siêu cay luôn rồi mọi người. Đó. Thấy mọi người thấy không? Nè mọi người thấy không, đun dừa nè, còn ngon ngoại luôn nha mọi người. Đó, mời mọi người dùng một con nha. Đây, rất là ngon mọi người ơi.